Là 6 giờ sáng rồi mọi người. Mình đang ở cái chỗ gọi là cà phê Cầu Gỗ Săn Mây nè, ở Cầu Đất á. Không biết còn kịp không nữa. Sau lưng mình là cái khu Săn Mây nè cả nhà. Mọi người nhớ đi sớm nha. Để săn mây đồi chè Cầu Đất, bạn cần phải thức dậy từ rất sớm, có thể là vào lúc 4:30 sáng để kịp cho việc di chuyển. Thời gian mà những áng mây trở nên đẹp nhất là vào lúc 5:30 phút cho đến 6 giờ sáng. Vào buổi sáng sớm, tiết trời thường khá lạnh, do đó bạn cần chú ý mặc thêm áo ấm vào nhé. Đồi chè Cầu Đất còn có tên gọi khác là Cầu Đất Farm, thuộc địa bàn của thôn Cầu Đất, xã Xuân Trường. Đồi chè Cầu Đất đã tồn tại hơn 100 năm. Diện tích của khu vực này rộng đến hơn 230 hectare, ở độ cao là 1.650m so với mực nước biển. Trải dài khắp các dải đất, nơi đây là màu xanh tươi mới của sự sống từ những lá trà được trồng và chăm sóc bởi người dân địa phương. Đây cũng được biết đến chính là nơi sản xuất và cung cấp các loại trà chất lượng lớn nhất tại thành phố Đà Lạt hiện nay. Hàng năm nơi này sản xuất hơn 1.000 tấn trà tươi, cung cấp cho cả nước cũng như 260 tấn chè khô phục vụ cho việc chế biến sản phẩm đưa đến tay người tiêu dùng. Cùng với khí hậu mát mẻ, hòa quyện vào không gian tĩnh lặng, yên bình, địa danh này trở thành địa điểm nghỉ dưỡng tuyệt vời cho những du khách muốn tìm về sự bình yên, thư giãn giữa chốn phồn hoa của Đà Lạt. Từ những năm 1896, Alexander Jean Emile Jacin, bác sĩ người Pháp, đã tiến hành khai phá vùng đất suối dầu để phục vụ cho công tác canh tác, nuôi trồng các cây giống công nghiệp. Khoảng thời gian sau đó, ông đã lên kế hoạch thử nghiệm ươm trồng một số giống cây mới, đó là cây chè và cây canh kỳ na. Nhờ vào điều kiện thuận lợi và sự màu mỡ của thổ nhưỡng nơi đây, ông đã quyết định mở rộng sản xuất cây chè, chủ yếu là giống chè đen. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, đồi chè rơi vào tay một thương gia người Hoa. Tuy nhiên, vì không được chú trọng phát triển, sức cạnh tranh sụt giảm khiến năng suất lao động trì trệ. Mãi đến năm 1975, khi thuộc quyền quản lý của tỉnh Lâm Đồng, đồi chè dần dần được khôi phục. Năm 2005, chuyển sang giống cây trồng mới là chè Đài Loan, Ô Long. Năm 2015, cái tên Cầu Đất, đồi chè Cầu Đất đã ra đời và được sử dụng cho đến thời điểm hiện tại. Đây cũng là bước ngoặt đánh dấu sự chuyển mình từ sản xuất thực phẩm sang phát triển du lịch và dịch vụ nơi này.